Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong buổi làm việc với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay, cho thấy năm nay Việt Nam sẽ có rất nhiều cơ hội để tăng tốc xuất khẩu. Hà Nội tăng cường phòng dịch tại các điểm lễ hội để phục vụ du khách tham quan và thực hiện tín ngưỡng tâm linh một cách an toàn trong dịp rằm tháng Giêng. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc ngày 11 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk. Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và mong muốn hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại, thúc đẩy hợp tác lao động, hợp tác nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực y tế, theo hướng Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa trị COVID-19 của Hàn Quốc. Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã hội kiến với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồng Nam Ki, trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đoàn thanh tra Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 11 tháng 2 đã tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố bằng cả hai hình thức là thông báo trước và kiểm tra đột xuất. Kết quả cho thấy 548 cửa hàng xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đều hoạt động bình thường. Có hai cửa hàng tạm ngưng hoạt động do đang sửa hệ thống phòng cháy chữa cháy. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31 tháng 5, đoàn thanh tra của Sở Công Thương sẽ kiểm tra tại 18 đơn vị bán buôn, đại lý xăng dầu về các hoạt động mua bán, nhập khẩu. Đây là động thái nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng trước giờ điều chỉnh giá xăng dầu. Như vậy là giá xăng đã tăng bắt đầu từ chiều qua ngày 11 tháng 2 sau phiên điều chỉnh theo chu kỳ. Đúng như dự báo của nhiều chuyên gia là ở một số địa phương vùng Tây Nam Bộ, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã mở cửa hoạt động trở lại. Phóng viên Đặng Công sẽ thông tin cụ thể ngay sau đây. Ngay khi giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng tăng lên, thì trong hôm nay rất là nhiều cây xăng đã mở cửa hoạt động. Điều này hoàn toàn trái ngược với những ngày trước khi có nhiều cây xăng đóng cửa. Theo Cục Quản lý Thị trường An Giang, đến chiều hôm qua, tất cả 23 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trước đó đóng cửa đã hoạt động. Còn tại Cần Thơ, 5 cơ sở đóng cửa trước đó phần lớn đã mở bán, trừ những cái trường hợp chưa được cấp phép hoặc vướng vào những cái chuyên án đang bị điều tra. Còn tại Cà Mau, Sở Công Thương tỉnh này cho biết 7 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn cơ bản đã mở bán, trừ những cái trường hợp đang sửa chữa. Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường các địa phương vùng Tây Nam Bộ, hôm nay cơ bản các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại. Bởi giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo hướng tăng. Những ngày qua, Chính phủ, Bộ Công Thương đã quyết liệt vào cuộc. Các cơ quan chức năng ở địa phương cũng đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc các hộ kinh doanh sớm tìm nguồn cung. Bộ Công Thương cũng đã cử đoàn đến kiểm tra tình hình cung ứng xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối. Đoàn cũng đã lập biên bản các cơ sở kinh doanh cố tình găm hàng, chờ tăng giá. Điều này đã tạo nên sức răn đe, tạo sự bình ổn cho thị trường xăng dầu trong nước. Mặc dù thị trường xăng dầu đã được ổn định, thế nhưng theo thanh tra của Bộ Công Thương thì đơn vị này sẽ tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm những cái trường hợp đã cố tình ghim hàng gây bất ổn thị trường trong thời gian qua. Các thị trường mới nổi như Việt Nam có thể đem đến cơ hội tăng trưởng tiềm năng cho các nhà đầu tư. Đây là nhận định được đưa ra trong bài viết đăng tải trên trang ETF Trends của Mỹ. Theo bài viết này, đại dịch COVID-19 chắc chắn tác động nhiều đến các thị trường mới nổi, song một số quốc gia có khả năng ứng phó nhanh chóng đã làm giảm thiểu những tác động kinh tế của dịch bệnh. Bài viết nhấn mạnh Việt Nam là một ví dụ điển hình nhờ phản ứng nhanh chóng và rõ ràng của chính phủ. Một báo cáo mới đây của hãng đánh giá xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings nhận định lộ trình phục hồi của Việt Nam sẽ được tiếp thêm động lực vào năm 2022 khi nhu cầu trong nước tăng trở lại và hoạt động xuất khẩu vẫn theo đà tăng mạnh như hiện nay.
Kinh tế Việt Nam được đánh giá là ít bị tác động hơn so với nhiều thị trường mới nổi khác, thể hiện qua việc GDP hàng năm không suy giảm mạnh do đại dịch COVID-19. Tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 9 ngày nghỉ Tết vừa qua đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 83% so với dịp Tết năm trước. Trong đó thì dệt may, da giày, điện thoại và linh kiện điện tử, máy tính là một số mặt hàng đang có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ và sẽ tiếp tục tăng tốc trong năm nay. Các doanh nghiệp trong nhiều nhóm ngành từ đầu năm đã nhận được nhiều đơn đặt hàng cho đến hơn nửa năm nay. Thậm chí là nhiều doanh nghiệp cho biết họ còn phải chọn lọc để bỏ bớt các đơn hàng giá trị thấp vì không đủ nguồn lực và nguyên liệu. Đơn hàng xuất đi Mỹ tăng trên 50%. Nhật Bản, châu Âu cũng trong tình cảnh tương tự. Hiện doanh nghiệp này đã chốt đơn hàng đến hết tháng 6 năm 2022. Doanh nghiệp đã có nhiều chính sách để đảm bảo đủ 98% lao động quay trở lại làm việc mới kịp đáp ứng đơn hàng. Chúng tôi thiết lập một cái nhà thầu chính, chúng tôi là nhà chính thì có cao như nhà thầu phụ sẽ đi cùng. Và ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ cho cái này, không phải là còn là chúng tôi có phải bê tài sản ra thế chấp theo thông thường. Mà đây là ngân hàng sẽ quản lý đầu ra, cái đồng tiền ra, đồng tiền vào mà quản lý nguyên phụ liệu luôn trong quá trình sản xuất. Với doanh nghiệp nhựa bao bì này, những tháng đầu năm đã phải từ chối nhiều đơn hàng hộp nhựa vì quá tải. Đơn hàng đã lấp đầy đến tháng 10 năm 2022. Đơn vị đã phải đa dạng nguồn nguyên liệu, nhiều nơi đã xây thêm kho để dự trữ vật liệu, ổn định chuỗi cung ứng. Phải đầu tư ngay trong 2022, tăng công suất lên 30, ít nhất 30% để phục vụ cho đơn hàng 2022. Song song với cái việc đó là cái vấn đề là chuẩn bị nguyên liệu, chuẩn bị nguồn tài chính và vấn đề đào tạo con người. Còn ngành nông sản, một năm được nhìn nhận có rất nhiều cơ hội để xuất khẩu khi chất lượng nông sản Việt đã được khẳng định trên thế giới. Người tiêu dùng vẫn chấp nhận mức giá tăng cao đột biến. Nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Hàn Quốc đã mở cửa thêm nhiều loại trái cây mới. Tuy nhiên, thế khó hiện nay là việc kẹt cảng hàng hóa. Vì thế, với đơn vị này giờ đây chỉ xuất được các mặt hàng trái cây có thời gian bảo quản dài, chế biến bảo quản sâu nông sản và chuyển một phần xuất khẩu bằng đường hàng không. Tôi cũng thể tập trung hơn nhiều vào cái công nghệ bảo quản. Chúng tôi sẽ nghiên cứu cũng như kết hợp lại các viện để làm sao cái công nghệ bảo quản các loại trái cây nó sẽ lâu hơn để bạn ta có thể tiếp tục cung cấp cái rau quả tươi. Các chuyên gia cho biết, năm nay xuất khẩu đến các thị trường đối tác trong FTA sẽ được tăng cường khi các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết cùng thuế nhập khẩu ưu đãi của các đối tác sẽ tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm. Bên cạnh đó, nhiều nước triển khai các gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, từ đó sẽ gia tăng nhu cầu hàng nhập khẩu. Khác với thường lệ là tín dụng tăng chậm vào đầu năm, thì năm nay tăng trưởng tín dụng trong tháng 1 đạt 1,9%, cao hơn nhiều với mức 0,76% của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất của tín dụng tháng 1 trong 10 năm qua. Vậy nguồn vốn này đang chảy vào đâu? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Doanh nghiệp này đã vay 100 tỷ đồng vốn ngắn hạn từ ngân hàng và dự định năm nay sẽ tiếp tục vay thêm 200 tỷ nữa vốn trung hạn để mở thêm nhà máy sản xuất với mục tiêu tăng gấp 3 lần lượng hàng xuất khẩu. Kế hoạch của tôi là một phần sẽ sử dụng cái vốn tự có và khoảng 50% chúng tôi sẽ vay của các ngân hàng. Được các ngân hàng là cũng rất là hợp tác và hỗ trợ. Thì công ty hiện nay là cũng đã vay ngắn hạn ở đây, mức lãi suất là 4,5 và 4,8%. Kỳ vọng vào tín hiệu phục hồi của nền kinh tế trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp cũng tăng tín dụng vay ngân hàng để đổi mới trang thiết bị theo hướng tự động hóa. Năm 2020 chúng tôi cũng đã đầu tư một lần. Vì thế trong năm 2022 này chúng tôi có chủ đầu tư thì chúng tôi cũng phải sử dụng cái đòn bẩy của vốn ngân hàng. Thì để mang tính an toàn thì chúng tôi đầu tư khoảng 50%. Niềm tin vào sự hồi phục kinh tế và chính sách cơ cấu lại khoản nợ cũng như hạ lãi suất cho vay tiếp tục được xem là các động lực chính cho tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Các ngân hàng thương mại cũng cam kết sẽ tiếp tục ưu đãi lãi suất để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Là tiếp tục theo dõi sát đối với những khách hàng đã thực hiện cơ cấu nợ do ảnh hưởng của COVID-19, đồng thời thực hiện chính sách cơ cấu nợ đối những khoản vay mới phát sinh nợ xấu. Agribank sẽ tiếp tục chính sách điều chỉnh giảm lãi suất như đã áp dụng trong năm 2021, cố gắng duy trì mặt bằng lãi suất ổn định như năm trước và nếu có điều kiện thì sẽ phấn đấu để giảm tiếp thêm 1% trần lãi suất cho vay. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2021,
tín dụng nền kinh tế đã tăng trưởng 13,53% so với năm trước đó. Trong đó, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Cụ thể, tín dụng ngành công nghiệp và xây dựng, ngành thương mại và dịch vụ hay công nghiệp hỗ trợ đều chứng kiến mức tăng hai chữ số. Dự kiến trong năm 2022, đây sẽ tiếp tục là những ngành thu hút mạnh nguồn vốn vay. Một thông tin đang được nhiều khán giả quan tâm. Theo quy định, từ đầu tháng 2, hầu hết hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10% sẽ được giảm xuống còn 8% áp dụng cho đến hết năm nay. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh thì sau hơn một tuần triển khai quy định, hàng loạt sản phẩm dịch vụ mua sắm đã bắt đầu được giảm thuế VAT 2%, giúp người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm hơn trong những ngày đầu năm mới. Tiết kiệm hơn, thuế giá trị gia tăng mới 8%, thông báo được treo ngay cửa ra vào, khu vực thanh toán. Đây là cách mà siêu thị này thông tin đến khách hàng về quy định mới. Toàn bộ mặt hàng như sản phẩm khô, nước giải khát, sữa, bánh kẹo, hàng gia dụng đều được siêu thị áp dụng giá bán mới, giảm 2% thuế VAT. Chúng tôi đã ngay lập tức thực hiện cái chương trình đó từ đầu tháng 2 cho đến giờ, hơn 20.000 mặt hàng nằm trong diện giảm thuế VAT 2%. Ngay bây giờ người tiêu dùng có thể nhìn thấy ngay trên hóa đơn mà mua hàng của chúng tôi đã nhìn thấy cái VAT còn 8% thôi. Và chúng tôi mong mỏi rằng với cái việc mà giảm thuế giá trị gia tăng này, người tiêu dùng có thể mua sắm một cách tiết kiệm hơn, giỏ hàng có thể nhiều hơn. Việc điều chỉnh giá mới cũng được siêu thị này áp dụng từ mùng 2 Tết. Hầu hết các sản phẩm áp dụng 10% thuế trước đây đều đã được giảm 2%. Riêng nhóm hàng có thuế VAT 5% như rau củ quả, thịt cá tươi thì vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, việc điều chỉnh này không chỉ xuất phát từ nhà phân phối bán lẻ mà còn phụ thuộc vào đơn vị cung cấp hàng hóa đầu vào. Cả hai phía cùng thực hiện song song mới có thể đưa ra được mức thuế còn 8% đến người tiêu dùng. Trong khi quy định mới áp dụng trong dịp nghỉ Tết cũng khiến cho doanh nghiệp lúng túng. Việc thay đổi này không chỉ đơn thuần là thay đổi con số từ 10 xuống 8, mà có rất là nhiều bước chuẩn bị. Vì đối với doanh nghiệp chúng tôi, khi mà giảm thuế suất từ 10 xuống 8, chúng tôi đi kèm với việc giảm giá dành cho khách hàng. Chính vì vậy cần có sự chuẩn bị cũng như thay đổi rất nhiều mặt hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố gắng khắc phục nhanh chóng, giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% cho khách hàng. Theo các chuyên gia, việc giảm thuế VAT sẽ tác động đến toàn bộ giao dịch trên thị trường, vốn là đối tượng bị ảnh hưởng lớn về thu nhập do dịch bệnh, nên giảm thuế sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm được 2% chi tiêu bình quân và giúp tăng giao dịch trên thị trường. Trong khi việc giảm thuế VAT đầu vào, người bán có điều kiện để không tăng giá thành sản phẩm, dịch vụ khi sức ép chi phí tăng cao. Khi giảm 2% thì doanh nghiệp sẽ được tiết kiệm 2% trên tổng giá cái doanh số mua vào trong năm 2022. Ước lượng con số này là tương đối là lớn cho mỗi một doanh nghiệp. Chính vì vậy doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được cái nguồn vốn của mình và để sử dụng cái nguồn tài chính này để đi đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Dù vậy, ghi nhận tại một số chuỗi kinh doanh thực phẩm, đồ uống vẫn chưa cập nhật thay đổi mức thuế vì yếu tố kỹ thuật. Nhiều ứng dụng gọi xe công nghệ cũng đã thông báo áp dụng mức thuế mới cho các dịch vụ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần thêm thời gian, ít nhất là vào giữa tháng 2, và số tiền thuế trước đó sẽ được hoàn lại cho người dùng thông qua phí tài xế. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Hà Nội không còn địa bàn vùng cam và chỉ còn 43 xã phường vùng vàng, cấp độ dịch ở mức trung bình. Trong phần cuối của bản tin hôm nay, hãy cùng gặp gỡ một nhà sưu tầm giữa bộn bề cuộc sống, vẫn đam mê với công việc lưu giữ giá trị văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa thông báo là thành phố không còn xã phường thị trấn nào thuộc vùng cam và vùng đỏ so với tuần trước đó. Theo thông báo mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, thì Hà Nội hiện có 536 xã phường thị trấn đạt cấp độ 1, màu xanh, nguy cơ thấp. 43 xã phường ở cấp độ 2 màu vàng, nguy cơ trung bình. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết sau khi thành phố tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, tùy tình hình thực tế thì sở sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phương án cho trẻ mầm non đến trường. Thưa quý vị, tại Hà Nội thì các đền chùa đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục vụ du khách tham quan và nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người dân trong dịp rằm tháng Giêng. Tại di tích Phủ Tây Hồ, Ủy ban Nhân dân phường Quảng An đã lên kế hoạch bố trí lực lượng chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống lượng du khách có thể tăng đột biến. Nếu đông người sẽ đóng cửa phủ, đóng cửa từ ngã tư phía ngoài để giãn cách từ xa.
Còn tại đền Cây Khế, quận Cầu Giấy thì lượng người vào lễ chỉ giới hạn dưới 10 người một lượt và tất cả đều phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Với việc nhiều đường bay quốc tế được nối lại, nhiều quốc gia mở cửa với du lịch, học tập với người nước ngoài, thì nhu cầu về xin visa hộ chiếu tại các địa phương cũng tăng cao. Làm sao để đáp ứng nhu cầu cao của người dân mà đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh được các địa phương lưu ý, ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Vừa xong kỳ nghỉ Tết, anh Trần Phước Long đã đến ngay phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố để làm thủ tục lấy hộ chiếu. Khác với tiền trước, người dân có nhu cầu về visa hay các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh đông hơn nhiều. Tại từng bộ phận, cán bộ được bố trí kiểm tra công tác phòng chống dịch, vừa hướng dẫn cho công dân làm thủ tục được thuận tiện. Ngay từ bước vào cổng đi thì mình đã thấy mọi người kiểm tra công tác phòng dịch rất là kỹ càng, cẩn thận. Và các anh chị ở đây cũng rất là nhiệt tình hướng dẫn mình từng ly từng tí để lấy được hộ chiếu của mình. Ngay thời điểm đầu năm, số lượng người dân cần hộ chiếu để phục vụ cho việc học tập, làm việc hay du lịch khá lớn. Trung bình mỗi ngày, cán bộ tiếp dân của phòng quản lý xuất nhập cảnh phải tiếp nhận giải quyết từ 70 đến gần 100 hồ sơ. Không chỉ có người dân mà cả lượng du khách đến gia hạn thị thực, gia hạn tạm trú cũng tăng hơn. Cán bộ ở đây thì rất là nhiệt tình, chu đáo, chỉ dẫn rất là tận tình. Ngày hôm nay số lượng hồ sơ vẫn tiếp tục tăng, nên là tất cả cán bộ chiến sĩ ở thuộc cái tổ tiếp dân để giải quyết cái thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam thì hiện tại cũng đang là tập trung để giải quyết kịp thời cho công dân. Trước số lượng hồ sơ tăng nhanh vào thời điểm này, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Đà Nẵng đang bố trí đầy đủ nhân lực và phương tiện để đảm bảo người dân đến thực hiện thủ tục nhanh nhất cũng như hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan của dịch bệnh. Theo kế hoạch thì thứ tư tuần sau, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương, Hà Nội mới mở cửa. Tuy nhiên thì trong sáng ngày 11 tháng 2, ban quản lý đã chính thức bán vé tham quan. Bởi không muốn bất cứ đoàn khách nào đến với chùa Hương lại phải quay đầu về. Hiện tại các lực lượng liên quan đang ra quân kiểm soát công tác vận hành đón khách. Nếu có gì bất cập sẽ lập tức rút kinh nghiệm. Ngay trong sáng nay khoảng 1.000 vé tham quan đã được bán ra. Năm nay dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng ban tổ chức lễ hội chùa Hương phấn đấu đón gần 1 triệu lượt người tham quan, huy động khoảng 4.000 đò tham gia chở khách. Trước đó thì trong dịp Tết vừa qua, lượng du khách đông thực sự là tín hiệu tích cực để du lịch phục hồi. Tuy nhiên thì cũng trong những ngày qua, ngay cả những địa phương vốn có thế mạnh về nhân lực du lịch thì cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Bà Khổng, chủ của một khách sạn 2 sao nằm gần biển Nha Trang. Đã qua những ngày cao điểm đón khách lưu trú, nhưng mệt chọc thì vẫn còn trong những người vận hành khách sạn như bà. Mệt vì phải ngược xuôi tìm kiếm, vẫn không có đủ lao động làm việc cho khách sạn. Khó tìm người làm, tìm là phải tìm từ trong Tết rồi, nhưng mà biết có khách hay không mà tìm. Tìm người cũng rất là khó, cái mình, rồi em gái, rồi này nọ lung tung nhiều lắm, rồi tự làm không ạ. Chứ bây giờ tìm người làm đâu ra. Những người làm du lịch ở đây không ngờ khách đến Nha Trang là đạt con số gần 100.000 lượt trong dịp Tết vừa qua. Trước đó, nhiều người vẫn còn e dè khi tính đến chuyện mở cửa khách sạn đón khách. Hơn nữa, để tìm đủ nhân lực phục vụ, dẫu chỉ là khách sạn nhỏ thì cũng là chuyện không đơn giản. Đây cũng là lý do khiến cho chỉ có 30% cơ sở lưu trú du lịch ở Khánh Hòa mở cửa, chủ yếu là các khu nghỉ dưỡng và khách sạn từ 3 đến 5 sao. Ảnh hưởng của đại dịch vừa qua, phần lớn, chúng ta phải nói là phần lớn, trên 50% những nhân lực của ngành du lịch như khách sạn, lữ hành, hướng dẫn viên, nhà hàng đã chuyển qua tìm một công việc khác. Sở du lịch chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng cách là chúng tôi cũng tổ chức các cái lớp đào tạo hình thức là trực tuyến. Và đối với lại chất chương trình đó thì trong cái chương trình về ứng dụng công nghệ 4.0 thì chúng tôi cũng đã tổ chức được là các lớp để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Vậy là một nghịch lý xảy ra, dù rằng Khánh Hòa có đến 53.000 phòng lưu trú, nhân lực du lịch từng có tiếng trên khắp cả nước về số lượng lẫn chất lượng. Nhưng trong những ngày cao điểm của mùa du lịch Tết vừa qua, đã có trường hợp du khách được phục vụ không như mong đợi. Nguyên nhân vẫn là các cơ sở du lịch chưa kịp bổ sung nhân lực. Điều này đặt ra một vấn đề mấu chốt khi phục hồi du lịch, đó là nhanh chóng hoàn thiện nhân lực. Bởi đối với ngành du lịch dịch vụ sẽ không thể hoạt động hiệu quả nếu thiếu nhân lực.
Thưa quý vị, Tây Nguyên được biết đến là vùng đất giàu văn hóa và di sản vật thể. Những năm qua, di sản Tây Nguyên từng bước được nhận diện, bảo tồn và phát huy dưới nhiều hình thức. Trong đó có sự góp sức của những người sưu tầm hiện vật cổ. Giữa bộn bề cuộc sống, họ vẫn đam mê, cẩn mẫn với công việc lưu giữ giá trị văn hóa của đồng bào Tây Nguyên. Tư gia của nhà sưu tầm Nguyễn Tử Xuyên tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là nơi lưu giữ trên 20.000 hiện vật cổ của đồng bào Tây Nguyên. Trong kho tàng này, ông Xuyên có hơn 500 chiếc chẻ, có những loại chẻ quý mà trước đây ông phải đổi bằng trâu mới có thể sở hữu được. Riêng về chiêng, ông đã sưu tập được gần 50 bộ hoàn chỉnh. Đối với đồng bào Tây Nguyên, ngoài những cái tài sản quý của họ gồm có cồng chiêng, cờ ban, dương, những cái đồ dụng cụ lớn thì họ còn có những cái hiện vật hiện kim như là vòng đeo tay, vòng cổ và quần áo. Để có được bộ sưu tập phong phú, ưng ý và có giá trị, bản thân ông Xuyên phải đầu tư nhiều thời gian, sức khỏe, lòng kiên nhẫn, tiền bạc và trên hết là đam mê. Không chỉ đơn giản là lưu trữ, ông Xuyên còn am hiểu rành rẽ các hiện vật mà mình sở hữu. Với mỗi cổ vật, ông đều có thể chia sẻ về nguồn gốc và công dụng của chúng đến với mọi người. Qua nhà sưu tầm này tôi có thể biết được là cái bộ trống của người Mân Nông, bộ trống của người Ê Đê, người Gia Rai và cái cách mà sử dụng cái trống nó quan trọng như thế nào. Tôi có cái niềm đam mê thì tôi muốn truyền lại cái năng lượng này cho không những người ngoài người dân tộc bản địa Tây Nguyên ra thì cũng có những anh em người Kinh cũng vậy. Chúng ta mà dạy dỗ được con cái thì sau này thế hệ đó sẽ là thế hệ kế tục để giữ gìn được cái bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Hiện nay nhiều buôn làng tại Tây Nguyên đang vơi dần đi những hiện vật quý giá như chẻ cổ, cồng chiêng, trống, ngà voi, trang sức. Thế nên mỗi bộ sưu tập hiện vật cổ Tây Nguyên sẽ có ý nghĩa như một bảo tàng thu nhỏ để thế hệ sau tìm hiểu về văn hóa, lịch sử của cộng đồng dân tộc thiểu số, nhắc nhớ về cội nguồn, nét đẹp truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào Tây Nguyên. Và phần cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.